Video này tiếp theo mình sẽ trình bày về lệnh CLOAC. CLOAC cho phép đóng kín một cái cung tròn thành một cái đường tròn kín. Để gọi lệnh phải chọn vào tab wireframe 145 và chọn CLOAC. Sau đó chọn vào cung tròn còn đóng. End selection, enter thì kết quả nó sẽ hiện nguyên một lần như thế này. Từ đây mình đã trình bày xong lệnh CLOAC.